Xin chào các bạn, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với Thế Giới Bí Ẩn. 10 mánh khóe các siêu thị thường dùng để bẫy khách mua hàng. Đã bao lần bạn hứa quyết tâm chỉ vào siêu thị hoặc trung tâm thương mại để mua chút đồ cần thiết, nhưng lúc ra về thì đi kèm với vài túi đeo ự chưa? Hóa ra các siêu thị thường có những mánh khóe rất kín mà có thể bạn mắc phải lúc nào không hay. Cùng đón xem những video sau đây để biết cách thức khiến khách hàng tiêu nhiều tiền hơn của các siêu thị nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Mười mánh khóe các siêu thị thường dùng để bẫy khách mua hàng. Từ tủ khóa đựng đồ cho đến các thiết bị chống trộm, tưởng sẽ chẳng ảnh hưởng tới chúng ta, nhưng trên thực tế nó lại là những phương thức đơn giản giúp các doanh nghiệp âm thầm móc túi khách hàng một cách vô cùng hiệu quả. Tại sao các nhà bán lẻ lại muốn bạn sở hữu thẻ tích điểm thưởng? Thuế hồng là gì? Và tại sao mọi người lại thích thu thập nhãn dán giảm giá? Hầu hết chúng đều là những mánh khóe mà các công ty sử dụng để móc túi người tiêu dùng. Và Barrow, một người có kinh nghiệm làm việc 10 năm ở vị trí marketing trong các công ty toàn cầu và nhiều chuỗi bán lẻ lớn, đã tiết lộ khá chi tiết những cách thức khác khiến khách hàng tiêu nhiều tiền hơn mà chẳng ai để ý bao giờ. 7. Ăn thử. Trong siêu thị thì thoảng bạn vẫn thấy các quầy hàng cho phép khách hàng đi qua được ăn thử sản phẩm của họ, như xúc xích, bánh bao chẳng hạn. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ rằng đây là cách để giúp khách hàng được trải nghiệm trước sản phẩm, cảm thấy thích nó và rút tiền ra mua, nhưng không, mánh khóe cả đấy. Trên thực tế, việc cho phép khách hàng ăn thử sản phẩm là một cái bẫy tâm lý nhằm khiến họ có cảm giác mang ơn. Lấy ví dụ khi được bạn bè tặng quà, chúng ta thường đưa ra quyết định phải tặng lại họ cái gì đó sau này. Trong trường hợp này cũng vậy, sau khi ăn thử, khách hàng thường sẽ có cảm giác nên bỏ tiền ra mua và họ thường làm đúng như thế. Tủ khóa đựng đồ vốn không dùng để tránh bọn trộm cắp. Các siêu thị đặt dãy tủ khóa ở cửa ra vào không phải vì sợ bọn ăn cắp sẽ giấu đồ lấy được vào trong ba lô. Trên thực tế, những chiếc tủ này ở đó là để bạn có thể ung dung mua sắm mà không phải là mang vác theo đồ. Bởi vì nếu mang theo một chiếc túi nặng trịch trên vai thì rất ít khả năng là bạn sẽ mua nhiều đồ hơn. Xe đẩy khiến bạn mua sắm lâu hơn và tiêu nhiều tiền hơn. Khoang đựng đồ trên xe đẩy có hình thang là để tạo cảm giác bạn chưa mua được nhiều, cho đến khi bạn sắp xếp đồ vào túi ở quầy. Mỗi năm trôi qua, xe đẩy được thiết kế ngày một to hơn. Theo các chuyên gia, từ năm 2009, kích cỡ của xe đẩy ở siêu thị đã tăng gần gấp đôi, dẫn đến hoạt động mua bán tăng 40%. Hơn nữa, lý do sàn của các siêu thị thường có những lớp gạch lát, khiến cho những chiếc xe đẩy trống rỗng luôn rung lên và lắc lư là vì họ muốn bạn đi chậm hơn để bạn có thể nhìn thấy nhiều sản phẩm và tạo cảm giác muốn lấp đầy xe để át đi tiếng ồn. Ngoài ra, lắp đặt trạm sạc điện thoại ở tay cầm của xe đẩy cũng là một cách để giữ chân khách hàng ở lại lâu hơn. Quà miễn phí nhưng bạn vẫn phải trả tiền. Mỗi một lần nhận được quà miễn phí vì đã bỏ ra một khoản tiền nhất định, thường là những món quà dành cho trẻ nhỏ, là một lần bạn rơi vào một chiếc bẫy marketing đơn giản do các nhà bán lẻ tạo ra. Giờ đây khi lũ trẻ muốn sưu tập cả bộ quà tặng thì bạn phải lùi lại chính xác cửa hàng hoặc siêu thị trước đó để tiêu thêm tiền rồi mới lấy được quà. Thuế hồng khiến phụ nữ phải trả nhiều hơn. Thuế hồng là một loại thuế đặc biệt mà phụ nữ nào cũng phải trả khi mua đồ và thông thường thì cùng một sản phẩm với một mục đích, nhưng giá bán cho phụ nữ thường cao hơn đàn ông. Lý giải về điều này, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các doanh nghiệp phải chi nhiều tiền quảng cáo cho sản phẩm của nữ giới hơn nên giá thành cũng cao hơn. Các sản phẩm của phụ nữ thường có giá trung bình cao hơn 7% so với sản phẩm dành cho đàn ông. Nhãn dán giảm giá là một cách tạo trò chơi với khách hàng. Ngày bé, nhiều người trong chúng ta thường có những cuốn album đầy những nhãn dán thu thập từ kẹo cao su và những thứ tương tự như thế. Đến khi lớn lên, đây chắc chắn vẫn là một điều vô cùng thú vị. Hiểu được điều đó, những chuyên gia marketing thuộc các chuỗi bán lẻ đã khéo léo tung ra các bản catalog, khiến khách hàng muốn lao vào sưu tập thật nhiều nhãn dán để được giảm giá. Đây chính là lúc trò chơi bắt đầu. Nếu may mắn dán kín cuốn catalog, bạn sẽ cảm thấy như mình giành được một chiến thắng và sẽ thực sự khao khát lựa lấy một món đồ trong đó. Tuy nhiên, nếu các siêu thị chỉ đơn giản đặt sản phẩm bạn muốn mua lên trên kệ, thì nhiều khả năng bạn sẽ chẳng thèm để ý tới chúng bao giờ đâu. Thẻ tích điểm thưởng thường dùng để theo dõi bạn. Nếu bạn được cửa hàng tặng thẻ chiết khấu phần trăm hoặc thẻ tích điểm thưởng, bạn sẽ cảm thấy mình như một khách hàng đặc biệt, nhất là khi đó là một chiếc thẻ vàng. Đúng thật là khi dùng thẻ sẽ có chiết khấu, nhưng mục đích chính của nó là thu thập thông tin về hoạt động mua bán của bạn. Khi điền vào đơn, bạn sẽ cung cấp cho họ thông tin về tuổi tác, thông tin liên hệ và hầu hết là bạn đã đăng ký nhận quảng cáo.
Thông tin cá nhân của bạn sẽ được doanh nghiệp sử dụng hợp pháp để nghiên cứu về bạn, nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Ví dụ, chuyên gia marketing biết bà bầu sẽ mua các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp không mùi. Họ mua các loại vitamin, canxi, kẽm và magie. Doanh nghiệp sẽ nhìn thấy danh sách mua bán nếu bạn sử dụng thẻ và họ có thể đoán ra bạn đang mang bầu. Và đây chính là lúc họ tung ra các quảng cáo giảm giá và các sản phẩm trẻ em cho bạn, ảo tưởng về giá rẻ. Tại hầu hết các siêu thị luôn có những khu vực trưng bày rất nhiều sản phẩm giảm giá. Vấn đề là những sản phẩm tương tự có thể được đặt ở trên kệ, nhưng bạn không để ý tới. Việc tập hợp và trưng bày nhiều sản phẩm lại trong cùng một quầy như thế có tác dụng làm bạn cảm thấy giá của chúng rẻ hơn nhiều so với những sản phẩm trưng bày trên kệ. Và những món đồ đó thường sẽ được đặt ở những nơi dễ nhận biết trong siêu thị để khách hàng có thể tiến tới, dành một vài phút để kiểm tra xem có thứ gì đó hay ho với mình hay không. Cổng chống trộm thực ra dùng để đếm số lượng khách hàng hơn là kiểm soát bọn trộm. Nhiều cửa hàng thường lắp đặt các cổng có thiết bị chống trộm, nhiệm vụ chính của chúng không phải là theo dõi bọn trộm cắp mà là đếm xem có bao nhiêu khách hàng ra vào. Bằng cách này, cửa hàng biết được có bao nhiêu người mua và bao nhiêu chỉ vào rồi rời đi mà không mua gì. Từ đó, họ phân tích tính hiệu quả của những chiến dịch marketing nhất định. Nếu từng bắt gặp các nhân viên cúi người khi đi qua cửa, thì bạn cũng đừng bất ngờ quá nhé. Họ chỉ đang cố gắng để tránh hệ thống xác định nhầm họ là khách hàng mà thôi. Thay đổi cách đóng gói các món hàng bình thường là cách doanh nghiệp khiến bạn bỏ tiền ra mua sắm. Một trong những thủ thuật để bán các món đồ bình thường là đóng gói chúng trông giống như món quà, bởi vì làm như thế giá chắc chắn sẽ tăng lên. Ví dụ, họ đặt chai sữa tắm với miếng bọt biển trong một chiếc hộp bắt mắt hoặc các loại gia vị trong những chiếc lọ hấp dẫn. Giá của những món đồ đó thường sẽ đắt hơn rất nhiều bởi vì các nhãn hàng biết rằng bạn sẽ không chọn món quà rẻ tiền. Bạn chắc chắn sẽ vui vẻ khi chi tiền cho món đồ như thế và sẽ thật nhẹ nhàng đầu óc khi không phải mất nhiều ngày liền để nghĩ xem nên mua quà gì cho người thân. Chúng ta thường bỏ qua chi tiết. Các chuyên gia marketing luôn biết cách khoe ra lợi thế của sản phẩm hoặc khiến người tiêu dùng nhầm lẫn một chút. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào hộp nước ép lê yêu thích, có thể bạn sẽ không nhận ra ngoài những quả lê in trên bao bì, còn có cả táo nữa và thực ra nước trong hộp là nước ép táo vị lê. Điều này không thể trách các chuyên gia được bởi vì thành phần của hộp ghi rằng có táo trong đó và trên bao bì cũng có hình ảnh quả táo. Nên nếu khách hàng không nhìn thấy có gì đó khác thì đây chắc chắn là lỗi của khách hàng. Kích cỡ ảnh hưởng đến hành vi. Dần dần thanh sô-cô-la được chia thành những miếng to hơn để tránh cho khách hàng có cảm giác rằng họ đang tiêu thụ quá nhiều đường. Thực tế, dù chia to hơn hay bé đi, thì thanh sô-cô-la đó đều giữ nguyên khối lượng. Bằng cách này, những tín đồ sô-cô-la sẽ tự tin mua nhiều hơn. Ngoài ra, họ còn dùng một thủ thuật khác, đó là thay đổi trọng lượng của sản phẩm mà không thay đổi loại hộp chúng ta thường mua và họ giảm giá xuống. Bằng cách này, chúng ta vẫn mua những hộp sô-cô-la quen thuộc nhưng với những thanh nhỏ hơn và giá thấp hơn. Những người làm marketing không muốn đàn ông đi mua sắm cùng phụ nữ. Họ biết rằng phụ nữ thường có những hành động tự phát trong mua sắm nhiều hơn là đàn ông. Đây là lý do tại sao những người thiết kế các cửa hàng thường đặt các sản phẩm của đàn ông gần với lối ra để làm chốt chặn, trong khi phụ nữ có thể yên tâm tiếp tục công cuộc làm đầy chiếc xe đẩy của mình. Bán theo cặp. Một mánh khóe phổ biến trong các siêu thị là xếp sản phẩm theo cặp. Ví dụ, kem đánh răng được xếp cạnh bàn chải, trà và cà phê đặt ngay gần quầy bán đồ ngọt, hay xúc xích thì cạnh quầy bán ốc tương. Đây là cách để họ gợi ý cho khách hàng về những gì cần mua tiếp theo sau một món hàng nào đó, và dĩ nhiên tỷ lệ thành công cũng rất cao. Nghệ thuật đặt giá. Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao các nhãn hàng để sản phẩm của họ khá là rẻ không? Chẳng hạn như 99,99 đô thay vì 100 đô, 1,499 triệu thay vì 1,5 triệu. Đây cũng là một mánh khóe tâm lý. Các thống kê chỉ ra rằng việc đặt giá như vậy sẽ khiến người tiêu dùng có cảm giác sản phẩm rẻ hơn, dù thực ra nếu nghĩ thêm một giây thì ai cũng nhận ra sự thật đằng sau. Nhưng không chỉ vậy, các số không được làm tròn còn khiến khách hàng cảm thấy thu hút hơn và dễ bỏ tiền ra hơn. Đã bao lần bạn hứa quyết tâm chỉ vào siêu thị hoặc trung tâm thương mại để mua chút đồ cần thiết, nhưng lúc ra về thì đi kèm với vài túi đầy ự chưa? Tôi tin là khá nhiều lần đấy. Bạn nghĩ thế nào về những chiêu trò này của siêu thị? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé!